Thank you.
Địa điểm quốc gia Việt Nam có sự thay đổi du lịch. Từ vị Cao Sơn số 21 Hồ Tấn Tài, từ vị Bảo Sơn số 18 Hà Đức Chinh.
Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy ở phút thứ 20 của trận đấu, cầu thủ mặc áo số 11 Trần Văn Đạt đã ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển U22 Việt Nam.
Kính thưa quý vị các bạn, như vậy ở phút thứ tư của trận đấu, cầu thủ mang áo số 11 Tấn Văn Quyết đã ghi bàn san bằng tỷ số 1-1 cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thank you.
quan trọng hơn hay quan qua. Come on, come on.
Thank you.
Thông báo thời gian bù giờ của hiệp 1 là 1 phút. Và quý vị thấy các bạn, như vậy trọng tài chính ông Nguyễn Mạnh Hải đã mở còi kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất. Kết thúc hiệp thi đấu, tất hai đội tuyển của chúng ta đang hòa nhau với tỷ số 1-1. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị đại biểu, quý khán giả người hâm mộ chúng ta cùng tạm nghỉ trong ít phút, và chút nữa chúng ta sẽ lại quay lại để tiếp tục theo dõi và cổ vũ cho hiệp 2 của trận thi đấu. Xin trân trọng cảm ơn.
Vâng, thưa quý vị các bạn, như vậy ở phút thứ 52 của trận đấu, cầu thủ Hoa Sơn Người Nguyễn Hữu Thắng đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển U22 Việt Nam.
Vâng, thưa quý vị bạn, như vậy ở phút thứ 57 của trận đấu, đội tuyển mang áo số 6 Lương Xuân Trường đã ghi bàn gỡ hòa với tỷ số 2-2 cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đội tuyển quốc gia Việt Nam có sự thay đổi người. Cầu thủ mang áo số 3 Vũ Xuân Cường ra sân. Cầu thủ mang áo số 8 Nguyễn Trọng Hoàng vào sân. Cầu thủ mang áo số 24 Nguyễn Văn Việt ra sân. Cầu thủ mang áo số 15 Hồ Tuấn Tài vào sân.
Đội tuyển U22 có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mang số 10 Nguyễn Hữu Thắng ra sân. Cầu thủ mang số 12 Phạm Công Hiếu vào sân. Cầu thủ mang số 21 Lê Xuân Tú ra sân. Cầu thủ mang số 8 Hồ Thanh Minh vào sân. Cầu thủ mang số 11 Trần Văn Đạt ra sân. Cầu thủ mang số 7 Lê Minh Bình vào sân. Thank you.
Đội tuyển U22 có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ số 22 Huỳnh Công Đến ra sân. Cầu thủ mang áo số 16 Nguyễn Văn Việt vào sân. Cầu thủ mang áo số 15 Cao Trần Hoàng Hùng ra sân. Cầu thủ mang áo số 4 Nguyễn Duy Kiên vào sân. Cầu thủ mang áo số 9 Nguyễn Trần Việt Cường ra sân. Cầu thủ mang áo số 18 Mai Xuân Quyết vào sân.
đội tuyển quốc gia Việt Nam có sự thay đổi người. Cầu thủ mang áo số 32 Phan Văn Long rời sân. Cầu thủ mang áo số 29 Nguyễn Hoàng Đức vào sân. Cầu thủ mang áo số 11 Nguyễn Văn Quyết ra sân. Cầu thủ mang áo số 2 Phạm Xuân Mạnh vào sân. Đội tuyển U22 có sự thay đổi người. Cầu thủ áo số 3, cầu thủ áo số 13 Nguyễn Văn Minh ra sân. Cầu thủ áo số 3 Hoàng Sơn Tân vào sân. Cầu thủ áo số 14 Mai Sĩ Hoàng ra sân. Cầu thủ áo số 17 Dương Quang Ngô vào sân. Quý vị các bạn, như vậy ở phút thứ 78 của trận đấu, cầu thủ áo số 18 Hà Đức Chinh đã ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho đội tuyển quốc gia Việt Nam.
5 phút đi cho sân nó sướng. Cậu hòa kìa, 5 phút đi. Không, 5 phút đi, kéo ra có gì anh vào. Thank you.
Thời gian bù giờ của trận đấu là 5 phút. Thank you.
kết thúc trận thi đấu tỷ số đội tuyển Việt Nam 3, đội tuyển U22 Việt Nam 2. Ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn quý vị khán giả đã đến cùng xem và cổ vũ đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển U22 Việt Nam.